Cuộc sống bí ẩn của người bị thiến ở Ấn Độ. Trong những lễ cưới sinh ma chay ở Ấn Độ, mọi người đều có thể bắt gặp những vũ công mặc trang phục sari truyền thống, trang điểm đậm nhưng gương mặt lộ ra nhiều nét nam tính. Đó là những người bị thiến, hay còn gọi là Hijra hoặc Enot. Họ là một nhóm người đặc biệt trong xã hội Ấn Độ. Theo truyền thống, những cậu bé từ 10 đến 15 tuổi sau khi bị thiến sẽ trở thành Hijra. Có rất nhiều nguyên nhân để biến một người đàn ông trở thành Hijra, như một số người tự nguyện thiến vì cho mình là nữ, một số khác thì khi sinh ra đã là người có cơ quan sinh dục dị hình. Công việc chủ yếu của Hijra là chúc phúc, xua đuổi tà ma tại các lễ cưới và tang lễ. Những người này rất nghiêm khắc, giữ gìn phẩm hạnh của mình. Họ không say rượu, không nghiện hút, không chạy chữa ở các bệnh viện chính quy và cũng không kết bạn với người lạ. Thông thường, một người đàn ông tự nguyện hoặc được sự đồng ý của gia đình để trở thành Hijra, họ phải mời được một Hijra cao tuổi làm thầy. Sau khi nhập môn, môn sinh phải đồng ý phục tùng và trung thành với người thầy. Họ thậm chí phải gọi thầy mình là mẹ. Địa vị xã hội của Hijra khá đặc biệt, nên họ phải cắt đứt mối liên hệ với gia đình, người thân và tự hợp thành một nhóm Hijra nhỏ. Từ các nhóm lại hợp thành một cộng đồng lớn. Một nhóm Hijra do mẹ và các con gái tạo thành được gọi là gia đình. Theo chế độ mẫu hệ, đa số các Hijra sống ở vùng nông thôn nghèo khổ, thu nhập họ kiếm được đều nộp lại cho công quỹ và do mẹ đảm nhận việc phối hợp. Nếu mẹ của một gia đình qua đời, tài sản chung sẽ được giao lại cho tập thể để phân bổ lại một lần nữa. Tại bang Rajasthan và Gujarat của Ấn Độ, các đám cưới không thể thiếu Hijra vì người dân cho rằng họ là sứ giả của thần thánh và sẽ ban phúc cho cặp đôi mới cưới. Khi những gia đình mới sinh em bé, các Hijra cũng xuất hiện nhảy múa. Họ vừa vỗ tay vừa hát hò để chúc phúc cho đứa trẻ mới sinh. Sau đó có một Hijra bế đứa trẻ, đặt tay trên đỉnh đầu và nói, đứa trẻ này sẽ sống đến bách niên, có nhiều con cháu và được cầu phúc của thần thánh. Tại nông thôn, thù lao của Hijra thường là bộ quần áo sari, bánh kẹo hoặc là bột mì. Không ít Hijra có dung mạo rất xinh đẹp và hấp hồn các chàng trai. Họ có thể dễ dàng vượt qua các kỳ thi tuyển chọn người mẫu. Tuy nhiên, những người bất hạnh này đều ý thức được thân phận của mình và cam chịu rời bỏ xã hội để quay về sống chung với cộng đồng của mình. Một Hijra chia sẻ, bạn ý thức được mình là một người bị thiến, bạn sẽ vĩnh viễn rời xa trần tục. Những Hijra khác sẽ trở thành cha mẹ và người thân của bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo.